Xin chào mọi người, em là Tuấn Anh từ GIC. Ngày hôm nay cùng em Tuấn Anh GIC tìm hiểu về nguyên tắc lắp đặt ống nước nhà vệ sinh nhé. Trong nguyên tắc thiết kế sơ đồ lắp đặt ống nước nhà vệ sinh cần đặc biệt chú ý đến vị trí lắp đặt ống cấp nước, ống cấp nước và tiêu chuẩn loại ống nước sử dụng. Vị trí lắp đặt ống thoát nước, khoảng cách giữa ống thoát với bồn cầu mặt là 15-20 cm. Tìm ống thoát nước cách chưa chát 30-32 cm tùy loại. Hệ thống thoát sàn nên được đặt ở góc trong cùng của nhà vệ sinh, khoảng cách giữa tường và tim ống thoát sàn là 15-15 cm. Đường thoát lavabo được đục thẳng lên nền, tìm lối thoát cách nền nhà ốp khoảng 16 cm. Kích thước đầu chứa ống thoát nước bồn tắm và phòng tắm đứng phải thích với các loại bồn được sử dụng để bố trí thoát nước chờ về tiêu chuẩn cách bố trí thoát ống cấp nước. Theo thiết kế sơ đồ ống nước nhà vệ sinh thông thường, đường ống cấp nước chạy từ trên xuống đi sẽ đi theo đường ngang, đường ống nằm ngang. Khi đến đầu chờ của các thiết bị sử dụng nước nóng, lạnh thì sẽ được hiện theo các lắp đặt theo nguyên tắc sau: ống nước nóng bố trí bên trái, ống nước cấp lạnh bố trí bên phải, nước đi từ trên xuống đi qua bình nóng lạnh và đường ống chạy ngang cách nền tầm 70 cm. Nhánh một rẽ trái cách 50 cm chạy xuống 20 cm sẽ là vòi rửa xuống ngang 30 cm tới hoa sen, cách 70 cm là chậu rửa mặt. Nhánh hai đi từ bình nóng lạnh xuống cách nền 15 cm sẽ rẽ ra cách 1 m là bồn cầu. Về tiêu chuẩn đường ống kính của nhà tắm, thiết kế sơ đồ lắp đặt ống nước nhà vệ sinh, bạn cũng cần phải chú ý lưu ý về tiêu chuẩn kích thước các đường ống sẽ sử dụng để đảm bảo hiệu quả ống cấp thoát nước tốt nhất. Về ống cấp thoát nước có đường kính ống thoát nước thường có đường kính lớn 20 mm, ống thoát dọc thì có đường kính lớn 78 mm, ống ngang có đường kính lớn hơn 38 mm và không định nghiêng quá 450 độ. Ống cho bồn rửa mặt bồn tắm phải có đường kính lớn hơn 38 mm, đường kính ống cấp nước tối thiểu là 20 mm. Đối với nhà cao tầng từ 7 đến 10 tầng sẽ có áp lực nước lớn lên các ống cấp nước nhánh nên sử dụng thêm ống phụ khoảng 20 mm. Đường kính tiêu chuẩn của ống thông khí là 34 mm, đường tiêu chuẩn của ống hút nước mùi là 90 mm. Trên đây là nguyên tắc lắp đặt ống cấp nước nhà vệ sinh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi VM của em Tuấn Anh GIC. Anh chị có thêm thắc mắc nào về xây dựng xin hãy liên hệ em Tuấn Anh GIC qua số điện thoại 0936367 để tư vấn miễn phí. Em xin cảm ơn.